Nguy cơ rối loạn, bị tấn công, mất kiểm soát, chiếm đoạt, đánh cắp tài liệu bí mật nhà nước, gây rối loạn các giao dịch tài chính, hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng an ninh, phục vụ phát thanh truyền hình báo chí. Đây là 8 nguy cơ thách thức an ninh mạng được Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an chỉ ra tại hội thảo Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được tổ chức tại Quảng Ninh. Hàng năm, cơ quan chức năng Bộ Công an đã phát hiện hàng chục vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên Internet. Tin tặc có thể thực hiện tấn công mạng theo từng đợt hoặc âm thầm tấn công có chủ đích kéo dài nhiều năm mà chủ thể bị tấn công không hay biết. Chúng ta có thấy một điều rất là đáng chú ý là 148 trang thuộc cơ quan quản lý nhà nước, chúng ta thường biết là .gov.vn ấy, và nhiều thiết bị kết nối IoT, tức là cái chúng ta vẫn nói là Internet of Things, Internet của vạn vật, thì tồn tại những lỗ hổng bảo mật rất nghiêm trọng và tin tặc có thể khai thác và chiếm đoạt để mà tấn công mạng đối với chúng ta. Và nếu mà nói những vụ việc mà chúng ta thấy là nghiêm trọng thì chúng ta thấy điển hình nhất là vụ việc tấn công vào hàng không Việt Nam, hệ thống cổng thông tin của Tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines ngày 29 tháng 7 năm 2016 là một cuộc tấn công rất nguy hiểm. Quốc hội đã ban hành luật an toàn thông tin mạng, bao gồm nhiều điều luật nhằm bảo vệ hệ thống mạng thông tin của nước ta. Tuy nhiên, những vụ tấn công mạng trên quy mô toàn thế giới xảy ra vừa qua đang là những bài học cảnh báo lớn đến việc bảo vệ an toàn hệ thống sử dụng mạng thông tin ở nước ta.